Dạ, em xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 3 của năm 2023. Thì rất vui là tiếp tục là hôm nay em có về được một ít lan rừng của thuộc vườn rừng Kon Tum. Đấy, thì là hôm nay là em có hai loại thôi, là muốn chia sẻ cho các bác và mọi người là sưu tầm những loại lan rừng cho hoa đẹp và thơm. Đấy. Và quý hiếm. Đấy. Thì hôm nay thì em có được hai loại thôi, thì cũng không để mất nhiều thời gian của các bác với mọi người. Thì hôm nay là hai loại của em là gồm là lan đai cước. Đấy, một cái loại lan mà rất là thơm và rất là hiếm. Và cái loại lan đai cước này nó hiếm, là hiếm về cái mặt là người chơi, do là nhiều bác hay là nhiều người là chưa biết đến về cái dòng lan này. Nhưng mà cái dòng lan đai cước này thật sự ra để mà nói, như các bác mà đã biết rồi thì không nói làm gì, nhưng mà những cái bác mà mới tập chơi hay là đã chơi lâu mà chưa biết về cái dòng lan này, dòng lan đai cước này là một cái dòng rất là thơm, là nó thuộc vào dòng rễ gió nhé bác. Cái lan đai cước này nó thuộc vào dòng rễ gió nhưng mà rất là thơm. Đấy. Nó vừa thơm mà hoa rất chi là đẹp. Đấy, hoa nó thì là màu trắng đỗ trắng tím. Đấy. Nó na ná như kiểu là nghênh xuân đai châu, nhưng mà để mà nói cái độ thơm của nó thì là nó hơn cả thằng Tam Bảo Sắc này, Tam Bảo Sắc và Nhạn và Nghinh Xuân. Đấy, nó hơn, nó hơn là phải khoảng tầm là đến 2 phần 3, trên 2 phần 3 cái độ thơm của nó. Tuy là cái thân của nó, cái thân của cái thằng dòng đây, thì để em nói lại thì là như là hôm nay em là có hai loại thôi. Thứ nhất là em có loại lan đai cước và thứ hai là lan đơn cam. Thì đơn cam em có 3 hình thôi. Nhưng mà để nói sâu về cái thằng lan đai cước này thì trước tiên thì là các bác liên hệ đến số điện thoại của em hoặc là Zalo là 0965 611 179. Thì em là tên Tú nhé. Và thì cái lan đai cước này thì em tổng cộng được là có vài hình thôi, mỗi một hình thì mỗi một phần như thế này là 150k, 150.000 cho một hình. Đấy. Thì cái dòng lan đai cước này, cái thân lá của nó thì là đúng là cái thân lá của nó thì là nó không được đẹp như cái dòng Đai Châu và Tam Bảo Sắc hay là cuối tháng 8, nhưng mà được cái dòng thằng đai cước này là một cái dòng hoa rất là thơm. Đấy. Thì để em cho các bác và mọi người nhìn về cái mặt hoa của cái lan đai cước này. Đây, đây là cái chùm hoa của nó nhé. Chùm hoa rất là dài nhé các bác. Cái chùm hoa đai cước này rất là dài, nó khoảng tầm đến 20 đến 30 cm. Đây, các bác nhìn cái mặt hoa của nó đây. Đấy. Đây nhá, đây là cái mặt hoa của cái thằng dòng hoa lan đai cước. Đấy, một cái mặt hoa là thơm. Đấy. Đấy. Thì cái dòng đai cước này là thuộc cái dòng rễ gió, thì về các bác cũng rất chi là dễ trồng thôi. Đấy. Thế cần mình ghép lên những cục gỗ lũa hoặc là mình trồng vào chậu, trong chậu thì mình sử dụng những vỏ thông, thêm tí rêu hay là tí sơ dừa để tạo cái độ ẩm để cho cái rễ nó bám và nó phát triển nó là nhanh hơn. Đấy, còn không là mình cũng trồng không cũng được rồi. Đấy. Thì cái lan đai cước này các bác thì là em đã chia ra tình hình rồi. Thì cứ một hình là 150 ngàn cho gồm là ba bó này. Ba bó thì về các bác có thể là ghép được thành là ba giò hoặc là một giò. Đấy. Nếu bác nào có điều kiện hơn thì là mình sử dụng là cái cục dớn tròn này các bác, sau là mình ghép xung quanh tạo thành một cái
mảng dề nó lớn, nó to, nhìn nó đẹp sau khi nó ra hoa rất là đẹp nha các bác. Và em xin đính chính lại là cái dòng đai cước này là hoa cực kỳ là thơm nha. Đấy, lan đai cước. Đấy, thì em ấy cho các bác xem lại hoa của cái lan đai cước lại một lần nữa. Giá thành là nó vừa rẻ mà lại hoa rất là đẹp và thơm. Đấy. Đấy, không kém gì các cái dòng là tam bảo sắc rồi là đai châu ở nhạn. Đấy. Rất là đẹp nha các bác. Đây là cái hoa mặt hoa của nó. Đấy. Rồi, thì đấy là cái lan đai cước thì cũng mất quá nhiều thời gian, thì là em qua cái lan đơn cam này. Cái đơn cam này thì là em có 3 hình, thì mỗi một hình em chia sẻ cho các bác là 180 ngàn. 180 ngàn cho một hình. Thì một hình nó được là khoảng tầm là 8 dề. Thì nó có cả dề rời và nguyên bản. Đấy, một này. Thì đây là một này. Hai này, đây. Nó đang lên nụ hoa đây các bác. Đấy, nó đang lên cả cái nụ hoa. Đây, đang lên cả nụ hoa. Đấy, và mầm gốc. Thường thường nếu mà em bán 3 dề này, 4 dề này, 5 dề này, 6 dề này, 7 dề này, là 8 dề này, hình 2 này, 1 dề này, 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 5 dề này, 6 dề này, 7 dề này, 8 dề này, hình 3 này. Đây là cái hình 3 nhé bác. Hình 3 này. 1 dề này. 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 5 dề, 6 dề, 7 dề, 8 dề. Tất cả ba cái hình này các bác, nếu mà thường thường á thì em bán lẻ một cục như thế này, một cục nguyên bản thế này là nó khoảng tầm đến 130 đến 100 rồi. Thì ở cái thằng này thì nó đang có cả lên cả cái mầm gốc đây. Đây, cái mầm gốc đây. Đấy, bác thấy không? Cái mầm gốc đây. Đây này, cái mầm gốc đây. Đó. Thì hôm nay em cái đơn cam này em có 3 hình thôi, thì là mỗi một hình 180 nhé. Thì là có gì là hai loại lan trên, thì các bác muốn sưu tầm loại nào thì là liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề, hoặc là nhấn số điện thoại kết bạn Zalo để là nhắn tin và đặt hàng hai loại lan trên nhé các bác. Đấy, rồi em xin chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo. Đấy.